Welcome to my CEO, Bob Leonard. Welcome to the leader, Kiri. And now we send the number two to the chat room to welcome. To welcome and say hello to Kiri leaders. Hello, everybody. How are you today? Xin chào tất cả anh chị. Các anh chị khỏe không ạ? Wow. Thank you for having me today on your broadcast. Rất là cảm ơn vì mọi người đã gặp tôi ngày hôm nay. If you are here today with me, your timing is very good. Nếu mà các bạn có mặt ở đây với tôi ngày hôm nay thì thời điểm các bạn thực sự là tuyệt vời. You are one of the first to hear about the fastest growing health and weight loss company in the world, Kiri. Và các bạn sẽ là một trong những người đầu tiên nghe về một cái công ty mà về cái sản phẩm giảm cân và duy trì sức khỏe trên thế giới, mà tốt nhất trên thế giới. We have exclusive products that no other company in the world has. Chúng tôi có những cái sản phẩm tuyệt vời mà không có bất kỳ công ty nào trên thế giới có được. And no other company in the world will ever have. Và không một công ty nào sẽ bao giờ có được cái sản phẩm này ạ. With our breakthrough ingredients, Maki and Maki X. Bởi vì chúng tôi có những cái thành phần cực kỳ là đột phá và ưu việt, đó là Maki và Maki X. So whether you're looking to lose some weight, increase energy. Nếu mà bạn muốn giảm cân hoặc là tăng năng lượng. Or look and feel younger than ever. Hoặc là muốn nhìn thấy trẻ, muốn được trẻ hơn bao giờ hết. Both inside and out of your body. Từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Kiri is the product choice for you. Và Kiri là lựa chọn sản phẩm tốt nhất dành cho bạn. We believe that you will look and feel so good. Và tôi tin rằng là bạn sẽ luôn luôn cảm thấy rất là tuyệt vời. That people will ask you why. Và mọi người khi nhìn thấy cái năng lượng của bạn, cái vẻ bề ngoài của bạn thì mọi người sẽ hỏi là tại sao? So when you combine that with the world's fastest compensation plan payout. Và nếu mà bạn kết hợp cái sản phẩm tuyệt vời này với cái sơ đồ, cái kế hoạch trả thưởng mà nhanh nhất thế giới hiện nay. When you are paid in only 5 minutes. Các bạn được thanh toán thu nhập ngay trong vòng 5 phút. Kiri is the new number one. Kiri là số 1 mới trên thế giới. So congratulations on your timing. Và chúc mừng các bạn, đây là cái thời điểm tuyệt vời. The industry is taking note of Kiri. Bởi vì bây giờ cái ngành kinh doanh theo mạng này đã bắt đầu chú ý đến Kiri rất là nhiều. We just had one article released on us which was fantastic from Direct Selling News. Và chúng tôi có một cái mục tiêu rất là tuyệt vời và những cái thông tin rất là tuyệt vời sẽ đến từ những cái giám đốc thị trường của chúng tôi. And they are getting ready to release another article very soon. Và chúng tôi sẽ có một cái chắc chắn là sẽ chờ đợi những cái sản phẩm có những cái thông tin mới rất là sớm đến các bạn. So we are very excited. Chúng tôi rất là hào hứng. And so, welcome to the Kiri family. Và xin chào mừng tất cả các anh chị đến với gia đình Kiri. As I promise you, this will be the last home-based business you ever have to work. Và tôi hứa các bạn rằng đây là cái công việc mà kinh doanh tại nhà cuối cùng mà các bạn sẽ lựa chọn. So thank you, everybody. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị. Thank you. Wow, thank you very much, Bob Leonard. Thanks, Bob. Yes, and welcome, everybody. This is a really extraordinary day. Number one, we have all of you lines up out here. We have the CEO and the founder, Bob Leonard. We have the VIP of marketing, Alison Roberts. We have the director of the global field, Brad Stewart. And on top of that, we have the super uplines, Julie and Min Hu. Legends and the hero Rob Roder. So, and we have another call coming up. This day is too much, maybe. So, welcome everybody on this tremendous team. So, I turn over to Nui Lee. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, và hôm nay là một ngày quả thực là rất là đặc biệt bởi vì chúng ta có rất là nhiều con người đặc biệt ở đây. CEO rất là tuyệt vời của chúng ta, Bob Reyna,
giám đốc marketing chị Allison, anh Brad là giám đốc phát triển thị trường, mở có kinh nghiệm mở rất là nhiều các quốc gia trên thế giới, và upline rất là tuyệt vời của chúng ta là anh Minh Hồ, và upline cũng rất là tuyệt vời legend anh Rob Rodder, và rất là cảm ơn các anh chị đã dành cái thời gian ngày hôm nay ở đây. Yes, so yep. Chị Tina bắt đầu đi. Wow. Và để không chờ đợi, chúng ta phải chờ đợi lâu những cái giao lưu của Mr. Borena, thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị ban lãnh đạo của chúng ta, đó là Mr. Rob Rodder. Và anh là một trong những hot search và hot boy của Quiary trên Business Power Home. Xin chào mừng anh Rob Rodder, có thể giao lưu với chúng ta được không? So welcome, thank you a lot for all your presence here, and we will not wait for any long time. So now we would like to welcome Mr. Our Rob Rodder to have some words with us. Well, thank you very much, Tina. Thank you for that. And well, what a special day it is indeed today. We've got a broadcast, guys, coming up here in less than an hour with our CEO and founder and our VP of marketing, Allison Roberts, guys, and some very special guests. So make sure you're there, okay? Plug in over at kiarihq.com. Rất là chào mừng các anh chị đến buổi ngày hôm nay, và sau cái ngay sau sự kiện này chúng ta cũng có một cái sự kiện rất là đặc biệt, là cái Zoom trực tiếp của CEO của chúng ta, anh Rob Rodder và anh giám đốc phát triển thị trường. Và các anh chị hãy truy cập kiarihq.com để chúng ta có thể theo dõi được cái buổi Zoom trực tiếp này. It's great to be here today, and Bo, wonderful job on the team here, supporting the team and what's happening here in Asia and of course other areas of the world. We are absolutely exploding with sales. Và chúng tôi thì thực sự rất là tự hào về các hoạt động của Kiary ở châu Á cũng như là các cái quốc gia khác trên thế giới, và thực sự bây giờ hiện tại Kiary thì thực sự đang là bùng nổ. You know, the most important message I can share with everyone today is the importance of following our four-step system, the Superstar Guide to Success. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn của chúng ta ở đây là đó là bốn cái bước cực kỳ là đơn giản để chúng ta có thể thành công trong cái Superstar Guide. We're seeing absolute incredible expansion right now, guys, as a result of that, and going into the new year 2022, no doubt will be our best year ever. Và chắc chắn là với những cái hướng dẫn này và các anh chị áp dụng thì năm 2022 nó sẽ là một cái năm cực kỳ là tuyệt vời, hơn bất kể năm nào hết trên so với các thời gian của các anh chị. So it's great to see everybody. Congratulations, Tina, and your team here. Wonderful job. We're so proud of you. Và xin chúc mừng tất cả các anh chị và chúc mừng cái công việc lãnh đạo rất là tuyệt vời của chị Tina và cả toàn bộ đội nhóm ở đây. Chúc mừng tất cả các anh chị và tự hào về tất cả mọi người. And again, we want to acknowledge Mr. Bo Diamond there, because Bo, you really have been a great mentor here with the team, getting them on track with the four-step system, and we see great things happening. Diamond around the corner, sir. Và cũng rất là chúc mừng anh Bo Diamond, bởi vì là với những cái hướng dẫn và đào tạo của anh Bo thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chức danh Diamond ở khắp nơi trong cái thời gian tới. So we are really honored to have some very special guests here with us today. We have our VP of Marketing, Allison Roberts, here with us. One of the most incredible servant leaders I've ever worked with in 30 years. She's amazing. Thank you for coming, Allison. Và tôi muốn giới thiệu đến đây một người phụ nữ rất là tuyệt vời và rất là đặc biệt. Và cô ấy là Allison, là giám đốc phát triển marketing. Và xin chào mừng chị Allison. So we're going to turn it over to Allison. Yeah, thank you so much. This is what a great crowd. This is my most favorite thing, is to be able to connect with all of you in the field. So if you don't have your cameras lit up, we want to see your beautiful smiling faces. Light up your cameras, because I love to meet everyone face to face. Xin chào tất cả các anh chị, và tôi thấy rất là vui được ở đây, và tôi muốn là các anh chị hãy bật camera lên để tôi có thể nhìn được các anh chị, và tôi muốn nhìn tất cả các cái gương mặt hạnh phúc của các anh chị ở đây. And as Rob shared and Bob shared, we have our broadcast coming up in just 2 hours at 11 a.m. Eastern. I want to make sure I see you all there. Make sure you say hi in the chat. It's at kiarihq.com.
Và như anh Bo và anh Rob đã giới thiệu rằng là xong trong 2 tiếng nữa chúng ta sẽ có một cái go live rất là đặc biệt tại queeryhq.com. Và tôi rất là muốn nhìn tất cả các gương mặt hạnh phúc của các anh chị, và hãy gửi lời chào trong các phòng chat. And so it's important to understand that I personally have been working with our founder and CEO for over 15 years. So I know exactly what the field needs to take the business to the next level, to support you, to make sure you have everything that you need, from translations to making sure that we set you up to succeed. Và các anh chị hãy yên tâm rằng là tôi có cái thời gian kinh nghiệm làm việc với CEO tuyệt vời của chúng ta, Bob Reyna, trong vòng 15 năm rồi. Và chúng tôi sẵn sàng ở đây để hỗ trợ các anh chị từ việc dịch thuật, từ việc set up tất cả mọi thứ để làm sao công việc của anh chị kinh doanh thành công nhất. So you're out there, you're being a product of the product, you love the products, you're sharing the products, you're sharing results, and then I ask you to share your personal stories, your testimonials. They can be in Vietnamese, that's fine. My team will translate them and send your photos to testimonials@kiari.com. Because the more we can showcase you and the more we can share, the more we can inspire others worldwide. Và chúng ta hãy là sản phẩm của sản phẩm, và chúng ta hãy chia sẻ cái sản phẩm tuyệt vời này đến tất cả mọi người. Và các bạn hãy gửi những cái hình ảnh, những kết quả sản phẩm đến website của chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp các bạn là làm sao dịch và đồng thời là quảng bá để các bạn có thể là gây ảnh hưởng rất là nhiều với đội Việt Nam của các bạn đến toàn cầu. And we say that, you know, Kiari, we're one big family across the miles. It doesn't matter where you are in the world. I want everyone to succeed. I want everyone to feel good. I want everyone to achieve whatever their hearts desire. And so where I need everybody's help is for you to also spread the word, like, comment, and share on all our social media platforms, and make sure you stay completely plugged in to everything that Kiari is doing to help build the brand globally. Chúng tôi sẵn sàng ở đây để hỗ trợ các bạn, cho nên là các bạn hãy luôn luôn là chia sẻ, các bạn hãy like, comment và share. Và làm sao ạ? Là để cho cái công việc kinh doanh của các bạn có thể là tiến ra toàn cầu. Chúng tôi sẵn sàng ở đây để có thể hỗ trợ các bạn trong mọi thời gian. And so with that, you know, I have the privilege of working with all the great leadership on the line today. We all support each other and fulfill the needs of the field. And so I'm very honored and happy that I had an opportunity to meet all of you today and share and go make us proud. And then we'll turn it over to our VP, our Director of Field Development, Brad Stewart, who does an amazing job with the field to help support you all every single day. Và tôi thì có rất là tự hào có được những cái thời gian chia sẻ và làm việc cùng với tất cả những người lãnh đạo rất là tuyệt vời ở đây. Và chúng tôi, và bây giờ tôi muốn là nhường lời lại cho anh giám đốc phát triển thị trường là anh Brad Stewart, và sẽ có đôi lời với các bạn. And I love the applause. I love that sound effect. I love the applause. Tôi yêu tất cả các bạn. Hương Ly ơi, cho chị giới thiệu ban lãnh đạo của BIT Group cho ban lãnh đạo công ty trước khi mà chị nói chuyện với anh Brad được. So excuse me, Miss Tina, she would like to introduce the BYT leader. Mr. Brad, can you give Miss Tina several minutes? Yes, go ahead. Yeah. Đây là cái ban cố vấn và lãnh đạo của BYT Group. Đầu tiên đó là anh Chí Nguyễn. I'm also very proud to introduce to you the our leaders of the BYT who is doing this Kiari business now. This is Mr. Chí Nguyễn. Kiari Rockstar. He has the rank Rockstar. Anh đấy là 18 năm giám đốc đại diện của hãng bảo hiểm tư nhân Thọ tại Việt Nam. And he has the experience of 18 years of to be the managing director of one insurance company in Vietnam.
Người thứ hai đó là Rockstar Mr. Đặng Quốc Tuấn, giám đốc IT và tài chính của một công ty thuộc tập đoàn khoáng sản than khoáng sản Việt Nam. Leo, em mở mic lên đi, mic của em hết rồi. Yeah. The next one is Mr. Đặng Quốc Tuấn. He's the director of strategy and the IT solution of one core corporation in Vietnam. Người thứ hai là cá nhân tôi. Hiện nay là đại sứ doanh nhân Việt Nam và là cố vấn đào tạo của BYT Group. Nhưng mà quá khứ thì tôi là một trong những top 5 leader của cấp bậc cao nhất của University Việt Nam. And the next one is me. I'm the Vietnamese entrepreneur ambassador, and I'm the supervisor of BYT Group, and I'm one of the five most successful of university in Vietnam before. Và một người nữa cũng là đại sứ truyền hình Việt Nam, và chị đấy là Mr. Trung Gia Băng, cũng là rockstar của PRI. And the next very beautiful woman, she's Mrs. Trương Gia Băng, and she got the rank rock star, and she's a Vietnam the TV ambassador. Mà chị Ánh Hoa cũng là một queer rock star của BYT Group, và chị đấy là CEO Kansai Beauty Full Center. And another beautiful lady is Mrs. Anh Hoa. She's also got the rank rock star of Kiari, and she's now the CEO of the Kansai Bo Beauty Center. Trước đấy thì chị là cấp bậc cao nhất của công ty Nu Skin. And before she got the top leader of Nu Skin. Và người tiếp theo đó là Miss Nguyễn Hoàng Thái. Chị đấy cũng là ban cố vấn đào tạo của BYT Group và đang ở trong Zoom. Tất cả chúng tôi thì đang ở trong Zoom này và tôi đại diện cho mọi người. Mr. Thái thì là cấp bậc cao nhất của một tập đoàn Trung Quốc, đó là tập đoàn Thiên Sư. Và chị đấy là diễn giả đào tạo chuyên về đào tạo về thay đổi tư duy, mindset. And another very amazing lady, she's Mrs. Nguyễn Hoàng Thái. She's also the executive trainer of BYT Group. And she's a very famous and also top leader of one Chinese MLM, that is Tien's. And now she joined with us in Kiari, and all of us are here in the Zoom, but I introduce on behalf of them to you. Và Mr. Dương Minh Chiết cũng là chủ tịch và diễn giả nổi tiếng về startup cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. And this nice man, he's Mr. Dương Minh Chiết, and he's also a famous trainer, and he's a president of Big Talent Academy. Và chúng tôi có hai vị bác sĩ cũng đang ở trong Zoom này. Một người là thạc sĩ bác sĩ nữ, là chị ấy là cố vấn đào tạo của BYT Group, phụ trách về đào tạo về các cái mảng về sản phẩm của PRI cho đội nhóm. And our BYT also we have two very nice doctors. She's Miss Thu Hằng, and she's she helps us a lot in the training for the products of the PRI. Và trong này cũng có một người bác sĩ nữa, đó là thạc sĩ Thắng, bác sĩ Thắng, và anh ấy là bác sĩ chuyên về ngành da liễu để hỗ trợ các cái bài giảng về cái sản phẩm mà PRI hỗ trợ cho chăm sóc trẻ hóa da mặt. And another doctor, he's Mr. Thắng. So he's also specialized on the skin doctor. So he's also help us a lot in the training of the product to be anti-aging. Cô phiên dịch viên xinh đẹp đó là Miss Hương Ly. Mà Hương Ly cũng là một doanh nhân và trước đây thì có cái kinh doanh tại một công ty network của Việt Nam, của Mỹ. Và chị đấy thì với 5 năm kinh doanh tại công ty đó và hiện nay thì là lựa chọn tìm hiểu chị với PRI và full time với PRI. And this woman is myself. My name is Lee. And
I'm also, before I got the several years experience in another MLM company, and now I selected Kiari. That is my best selection now. Đây là Á Hoàng Dạ Hội và chị cũng là chuyên gia của chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuộc Viện Nghiên cứu và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Miss Cha Giang, she's the Miss Beauty, and she is also specializing on the community health care, and now she's in our BYT group. Miss Lan Hương là một trong những người mà đạt được cái cấp bậc của Kiari và lựa chọn Kiari rất là nhanh để hỗ trợ BYT Group phát triển trong đào tạo. And also Miss Lan Hương, she's also very quick in choosing Kiari and start with Kiari and now setting up the also strong team with Kiari. Chị Võ Thị Lài là người 10 năm, gần 10 năm với công ty Amway và là top leader của công ty Amway. Và chị đấy cũng có một công ty truyền thống về cái sản phẩm đó là Sâm Ngọc Linh, nhưng mà chị đấy cũng lựa chọn với Kiari như một cái sức mạnh của mình để mang nhiều ước mơ, thực hiện nhiều ước mơ cho nhiều người. And this is Mrs. Forty Lai, and she got 10-year experience with Amway. And she also owned her own enterprise, One Future, with the one traditional product, but now she also choose Kiari because she loves the product and she loves to share the value of being healthy and young to everybody. Vâng, và đấy là toàn bộ ban lãnh đạo của BYT Group, rất là vui hôm nay ra mắt ban lãnh đạo của công ty Kiari, và hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ đóng góp một phần để sự phát triển ở thị trường Việt Nam và thị trường thế giới cùng Kiari. So that is the very nice faces of BYT Group. We are very proud and very happy to welcome the Kiari leaders here. And we hope that we will also contribute and to the success of Kiari globally. Lee, I'm so excited that I got to see and meet everybody. There's so much talent on the line, and I cannot wait what the future is going to hold for all of you. So thank you again, and I'm going to look forward to seeing you guys on the broadcast at 11 o'clock. Thank you for having me. Thank you for introducing everybody. And remember, I see everything. I watch everyone. I want to recognize you as you continue to climb the ranks. And again, it's been an honor to be part of the Zoom. And I look forward to recognizing all of your success. Oh, rất là tuyệt vời ạ, rất là tuyệt vời, bởi vì chị Tina đã giới thiệu những gương mặt cực kỳ tuyệt vời, và tôi đã thấy rằng là rất là nhiều những anh chị leader, những cái tài năng cực kỳ là tuyệt vời cho đội nhóm của các anh chị, và chắc chắn là sẽ thành công rất là tốt ở Kiari, và tôi rất là tự hào và mong chờ được vinh danh các anh chị ở những cái vị trí thành công trong Kiari. Và chúng tôi sẵn sàng ở đây để hỗ trợ các anh chị bất kể những cái gì các anh chị cần, ban lãnh đạo của công ty. Wow. Yeah, thank you so much, Allison. Lee, we have our special field director of leadership, Mr. Brad Stewart here. What an honor it is to have him 4 years. Và chúng ta lại sẽ gặp một người đàn ông rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt ở đây là lead, là anh Brad Stewart, là một người đàn ông cực kỳ là kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường ạ, và mở các quốc gia trên toàn cầu. Yeah, just a proper introduction for Mr. Stewart. He has 40 years of being in this industry as a top leader, CEO, owner of his own company, created more than $1 billion brand. He's here with us today. Và ở đây là anh, tôi muốn giới thiệu qua về anh Brad. Anh là một người cực kỳ là kinh nghiệm và cũng là CEO riêng của công ty của anh, và anh đã có một những cái gọi là những cái thương hiệu triệu tỷ đô, và anh đã ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Thank you for coming, Brad. Over to you, sir. Anh Brad có hơn 40 năm kinh nghiệm, và xin chúc mừng anh, chào mừng anh Brad đến với phòng Zoom của chúng ta. Thank you. Thank you, Lee, for introducing all of your great leaders in Vietnam. Wow, you have so many wonderful, powerful people there.
Rất là cảm ơn chị Tina đã giới thiệu tất cả những gương mặt thật là tuyệt vời và rất là xuất sắc. Và tôi nhìn thấy nó là một cái tiềm năng cực kỳ là lớn trong tương lai ạ. So grateful for all of the leaders here at our company, Min and Julie, Ho and Rob Roeder and Bo. All of you are just tremendous people. Và chúng tôi rất là tự hào ở đây là chúng tôi có anh Min and Julie Ho, anh Rob Roeder, anh Bo, chị Allison, tất cả sẽ đều là những người mà sẽ hỗ trợ các anh chị rất là tốt ạ. I love working with our CEO Bob Reyna, and I love working with our amazing Vice President of Marketing. Allison Roberts is the most powerful, beautiful, awesome woman I know. Và tôi cực kỳ là tự hào và rất là vinh hạnh được làm việc với CEO Bob Reyna và đặc biệt là một người phụ nữ rất là tuyệt vời, rất là năng lượng, rất là mạnh mẽ là chị giám đốc phát triển marketing Allison. You know, in life, all success that we have has a root, has a beginning in a relationship with another person. Và các bạn có biết không, trong cuộc sống thì tất cả những cái thành công của chúng ta đều có những cái nguồn căn, những cái gốc rễ từ các cái mối quan hệ giữa con người và con người. When we do business with a company, we're really doing business with people. People first, things second. Everything we do is because of people. Và khi chúng tôi làm việc với công việc kinh doanh này với công ty của chúng ta, thì chúng ta làm việc đầu tiên là với con người và sau đó mới đến là cái sự việc. Cho nên rằng là con người là đầu tiên ạ. Speaking of people, we love the people of the Vietnamese culture. We love you. Và nếu mà nói về mặt con người thì chúng tôi rất là yêu con người đến từ Việt Nam. Và chúng tôi rất là yêu văn hóa Việt Nam và chúng tôi yêu các bạn. We respect so many things about your culture. Và chúng tôi rất là tôn trọng rất là nhiều thứ trong văn hóa của các bạn. My daughter and son live in Vietnam, in Ho Chi Minh City. Và các bạn biết không, con gái và con trai tôi thì đang sống ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. So I know a little bit about your very special culture. Và chính vì vậy là tôi cũng biết một chút về một cái nền văn hóa rất là đặc biệt của các bạn. The things you value, like ancestors, and the way you show respect to everyone and your families. Và cái giá trị ở đây là gì ạ? Là các bạn rất là tôn trọng nguồn gốc tổ tiên và các bạn tôn trọng cái giá trị và tôn trọng cái gia đình. Your culture loves hard work and self-reliance. Và nền văn hóa của các bạn phản ánh đến con người các bạn là gì ạ? Các bạn rất là làm việc, rất là chăm chỉ và rất là độc lập. Living in harmony and peace is important to your culture. Và sống trong một cái nền tự do và một cái hòa bình, đó là một cái rất là đặc trưng của nền văn hóa của người Việt Nam. You're always happy. You're very optimistic and you appreciate good health. Và các bạn làm sao ạ? Các bạn rất là hạnh phúc, các bạn rất là lạc quan và các bạn rất là yêu sức khỏe tốt. So I can understand why you all love Kiari. Vì thế tôi hiểu làm sao mà đó là lý do các bạn lại yêu Kiari. We are all about those same things. Bởi vì là chúng ta đều giống như nhau ạ. We are a family. Chúng ta là một gia đình. We are loyal. Chúng ta là những người rất là trung thành. We have fun. Và chúng ta lại rất là vui vẻ. And everybody is important and counts here. Và ở đây tất cả chúng ta đều là những cá nhân, là những cá thể cực kỳ là quan trọng ở đây ạ. I believe that this company and Vietnam will do great things together for many, many years. Và tôi tin rằng là công ty của chúng ta, Kiari, và Việt Nam thì sẽ làm đều làm cái việc cực kỳ là tuyệt vời cùng nhau trong rất rất là nhiều năm tới. I congratulate you on all of your rank advancements and all of your success. Và tôi muốn là chúc mừng các bạn cho tất cả những cái thành công của các bạn, cho những cái vị trí mà các bạn đã đạt được. We have a simple system. Chúng tôi có một cái hệ thống rất là đơn giản. We have great training.
chúng tôi có cái sự đào tạo cực kỳ là tuyệt vời. We are truly a global international company. Và chúng tôi là thực sự là một công ty toàn cầu và quốc tế. Let's all keep doing what we're doing. Chúng ta hãy tiếp tục làm những cái gì mà chúng ta đang làm. We are looking forward to a great future. Bởi vì là chúng ta đều mong chờ một cái tương lai cực kỳ là tốt đẹp. We're looking forward to seeing many of you on our call with Bob Reyna in about 90 minutes. Does that sound about right, Rob? I think 90 minutes, yes. Và tôi rất là mong chờ được nhìn thấy tất cả các gương mặt của các bạn trong vòng 90 phút nữa với một cái cuộc Zoom trực tiếp với CEO của chúng ta là Bob Reyna. Thank you for your sacrifice and your commitment. I know it is late there, and this shows me how much you care about this business. Và rất là cảm ơn cái sự hy sinh và cái sự cam kết của các bạn, bởi vì tôi biết rằng là giờ này Việt Nam cũng là giờ không phải là còn sớm nữa, nhưng điều đó chứng tỏ cho thấy rằng là các bạn rất là quan tâm và rất là cam kết đối với cái công việc kinh doanh này. Thank you for letting me speak with you, and thank you for letting us be a part of your life. Thank you. Và rất là cảm ơn các bạn đã dành cho tôi thời gian để có thể chia sẻ và nói chuyện với các bạn và đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta với nhau. Rất là cảm ơn ạ. Woop woop, Kiari. Woop woop. Thank you. Thank you, Mr. Dwayne. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một người đàn ông gốc Việt. Hai vợ chồng anh chị là một người upline rất là tuyệt vời. Đó là chính là một trong những người mà gieo hạt Quiari từ những ngày đầu tiên. Chỉ trong vòng 2 năm thôi, hai vợ chồng anh chị đã giúp cho thị trường Quiari phát triển toàn cầu. Và anh chị ấy làm khá là nhiều công ty nhưng mà chưa có một cái cơ hội đó là đem gieo hạt được cái kinh doanh nào để có thể kết nối được thị trường Việt Nam với Mỹ. Và Quiari đã giúp cho các anh chị, hai anh chị đó có một cơ hội đó là giúp cho quê hương của mình những cái công việc kinh doanh online, giúp cho người Việt Nam có thể với cái tầm tay đó là kinh doanh được toàn cầu và sử dụng một cái công cụ đòn bẩy đó là công ty tại Mỹ. Và anh chị đấy cũng là một trong những triệu phú của Quiari mà đang rất là hot trend, tức là hot search của nhiều người tìm đến các anh chị để cùng được hỗ trợ giúp đỡ. Và ngày hôm nay không chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi vợ chồng Julie và Julie Hồ và anh Minh và Julie Hồ đúng không? Vâng. Yeah. Trở lại với để em dịch một chút. So welcome to a very nice couple, Mr. Minh Hồ and Mrs. Julie Hồ. And we know that you have been have a very great and long and just 2 years with Kiari. But before you started the business, and you made the big success, and you always looking forward to seeing Vietnam and want to help Vietnamese people to have a better future, because you see many people doing online business, selling something. And you say, why not Kiari? Why not Kiari bring you the better future? So welcome the very nice couple here, Mrs. Julie Ho and Mr. Minh Ho. Wow, Tina, em, cảm ơn em ha. Li Ho, cảm ơn em ha. Xin chào. Xin chào. Oh. And yeah, mẹ em. Wow, xin chào cả nhà. Thả số 8 cho chị Julie Hồ đi. So please send the number 8 for a very nice woman speaking very nice Vietnamese. Thank you. Well, you know what? I agree with Allison. You have some amazing, incredible people that you just introduced us to. And there's so many in the room here too. It's just a real pleasure to be here with you. Và rất là tôi trước tiên là tôi rất là cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là tự hào được ở trong cái phòng Zoom này cùng với các anh chị, bởi vì là tôi thấy rất là nhiều những gương mặt cực kỳ là tuyệt vời ở đây. Tôi rất là tự hào. Yeah, go ahead, Ness. We're so happy you guys and really excited to be here. And we're just really proud of Bo and Mentritz and Tina, Lee Wong. And many rising leaders that you guys have here. What an awesome job you've all done. It's amazing teamwork. And we just really applaud you. Whoop, whoop.
See you all in 90 minutes. Và ở đây thì tôi thấy rằng là các leader của anh chị, anh Bo, chị Tina và tất cả những gương mặt ở đây như chị Tina vừa giới thiệu thì là đều là những gương mặt rất là tuyệt vời. Và tôi tin rằng các anh chị sẽ phát triển một cái đội rất là tốt và có nhiều kết quả cực kỳ là thành công. Và tôi hẹn là muốn nhìn các anh chị ở trong cái buổi Zoom với CEO là anh Bob Reyna trong 90 phút nữa.